thông tin tiểu sử Ivanka Marie Trump. Ivanka Marie Trump sinh ngày 30 tháng 10 năm 1981 là một doanh nhân và cựu người mẫu thời trang người Mỹ. Cô là con gái của trùm bất động sản và tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump với cựu người mẫu Ivana Trump. Cô là phó tổng giám đốc điều hành mảng phát triển và mua lại của Trump Organization. Ivanka Marie Trump sinh ra tại Manhattan, New York, là con gái của vận động viên, người mẫu người Séc Ivana Marie, nhũ danh Zonikova, với doanh nhân người Mỹ Donald John Trump. Gia đình Trump có nguồn gốc từ Kansas, Đức. Cái tên Ivanka của cô được đặt dựa trên tên của mẹ cô Ivana. Trump và Ivana ly hôn năm 1991 khi Ivanka được 9 tuổi. Cô có hai anh trai, Donald J.A. và Eric, một em gái cùng cha khác mẹ, Tiffany, và một em trai cùng cha, Baron. Ivanka theo học tại trường Chapin tại Manhattan cho tới khi 15 tuổi. Sau đó cô chuyển tới học tại Chuate Rosemary Hall ở Wallingford, Connecticut. Sau khi tốt nghiệp Chuate, cô theo học tại Đại học Georgia trong 2 tháng, sau đó chuyển đến trường kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Cô tốt nghiệp loại AU với một bằng cử nhân trong kinh tế vào năm 2004. Ivanka nói được tiếng Pháp, tiếng Anh và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Séc. Trước khi tham gia công việc kinh doanh của gia đình, cô đã từng làm việc cho tập đoàn Forest City Enterprises. Năm 2007, cô ra mắt nhãn nhiều trang sức Ivanka Trump Jewelry, hiện đang được kinh doanh khắp nước Mỹ, Canada, Qatar, Bahrain, Kuwait, Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hiện tại cô đang làm phó tổng giám đốc điều hành mảng phát triển và mua lại của Trump Organization. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 2007, cô từng trình diễn cho các nhãn hiệu thời trang như Versace, Marc Bauer, Thierry Mugler. Cô cũng từng xuất hiện trên ảnh bìa các tạp chí như Forbes, Gold Magazine, Ever News, El Mexico, Top Choice Magazine. Năm 2007, cô được bình chọn vị trí 83 trong Maxim Hot 100. Ivanka đã cho ra mắt cuốn The Trump Card, Playing To Win in Work. Online ISBN 1,439,140,014. Xuất bản tháng 10 năm 2009, cô cũng đã CS ra mắt cuốn Women Who Work, Rewriting the Rule for Success tháng 6 năm 2016. Năm 2005, cô bắt đầu hẹn hò với nhà bất động sản Jared Kushner. Cặp đôi chia tay vào năm 2008 nhưng sau đó đã quay lại với nhau và kết hôn ngày 25 tháng 10 năm 2009. Cô có 3 đứa con. Con gái Arabella Rose Kushner sinh ngày 17 tháng 7 năm 2011, con trai Joseph Frederick Kushner sinh 14 tháng 10 năm 2013 và Theodore James Kushner sinh 27 tháng 3 năm 2016. Bạn thân thời thơ ấu của cô là Paris Hilton. Cô cũng là bạn bè với Chelsea Clinton, con gái của Hillary Clinton, đối thủ của Donald Trump trong bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Thông tin thêm Wiki Ivanka Trump. Ivanka Marie Trump sinh Ivanka Marie Trump 30 tháng 10 năm 1981, 35 tuổi, New York City, New York, Hoa Kỳ, đảng phái chính trị Đảng Cộng hòa phối ngẫu Jared Kushner.
2009 nay, con cái ba cha mẹ Donald Trump, cha ruột Ivana Zonikova, mẹ ruột người thân Donald Trump J.A., anh trai Eric Trump, em trai Tiffany Trump, em gái cùng cha khác. Mẹ Baron Trump, em trai cùng cha khác mẹ. Website official, website Ivanka Marie Trump. IVK, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1981, là một doanh nhân và cựu người mẫu thời trang người Mỹ, hiện tại là trợ lý cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cô là con gái của trùm bất động sản và Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, Donald Trump, với cựu người mẫu Ivana Trump. Cô là Phó Tổng Giám đốc điều hành mảng phát triển và mua lại của Trump Organization trước khi được cha bổ nhiệm chính thức làm cố vấn cho ông Tổng thống Hoa Kỳ.